phần hướng dẫn nhập cách cước vận cách nhập cước vận chuyển bằng cơ giới, ví dụ như là ô tô hoặc là bằng tàu thuyền cho các cái vật liệu trong công trình. Hiện nay thì chúng ta đã có một cái file công trình, nó có một số công tác ở đây với các cái khối lượng ở đây. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta phải nhập các cái cước vận chuyển, ví dụ như là cát, đá, rồi xi măng, rồi sắt thép vân vân, từ cái bãi tập kết hoặc là từ cái bãi, từ cái nơi mua cát, mua đá chẳng hạn, để mà tới tận công trình. Đầu tiên thì chúng ta ở sheet công trình, chúng ta có thể bấm ngay lập tức sang bên sheet cước vận chuyển. Thì G8 liệt kê cho chúng ta tất cả các loại vật liệu đã và đang sử dụng trong công trình. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải nhập các cái thông số về cước vận chuyển cho nó, ví dụ như là nhập nguồn mua. Nguồn mua đây, chúng tôi nhập từ bãi đá chẳng hạn. Đấy. Phương tiện vận chuyển là ô tô tôi bỏ qua. Bây giờ cự ly vận chuyển. Giả thiết rằng tôi vận chuyển 5 cây với cự loại đường là loại 3. Đấy. Với cái loại đường ở đây thì G8 tự động liệt kê ra trong cái tỉnh mà hiện hành của chúng ta đấy, là có những loại đường nào thì nó tự liệt kê ra. Thì do cái này là do bên Hoàng Hà đã nhập sẵn ở chúng ta cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ phải dùng thôi. Thì trong hợp này là G8 đã tự tra chúng ta cái giá cước hạng bậc 1 là 2.799 đồng. Đấy. Thế còn cái giá cước cuối cùng của nó, giá cước sau thuế của nó là giá cước vận chuyển trước thuế là 21.326 đồng. Lưu ý ở đây là cái giá cước vận chuyển trước thuế chứ không phải là sau thuế. Bởi vì chúng ta nhìn trên thanh công thức của nó, cái ô V6 này, thì công thức của nó là có, nó sẽ có là bằng cái giá sau thuế mà chia 1,05. Chia 1,05 có nghĩa là chúng ta đã giảm đi là 5%, có nghĩa là đã được trừ đi 5% thuế rồi. Cho nên cái giá này là giá cước vận chuyển là trước thuế. Đấy. Tại sao phải tính cước trước thuế? Bởi vì chúng ta để ý một chút là bên bảng tổng hợp kinh phí hạng mục này, tổng hợp chi phí dựng này thì nó có một cái thuế giá trị tăng. Trong cái thuế giá trị tăng này nó đã tính cả cái chi phí vật liệu vào rồi, và cái vật liệu này đã có tính cước vận chuyển rồi. Thế cho nên là nếu ở đây mà chúng ta tính cái cước vận chuyển mà sau thuế, thì ở đây một lần thuế, sau đó ở đây một lần thuế nữa. Đấy, thì như vậy cái công trình này là nó đánh chồng chéo hai lần thuế mất, thì là như vậy là không hợp lý. Cho nên là cái cước này phải là cước trước thuế, là vì vậy. Vừa rồi tôi có nhập cái cự ly là 5 km, nhưng giả thiết rằng là cái đá này của tôi, cái đá 1-2 của tôi là nó vận chuyển là trên hai quãng đường khác nhau, trên hai cái loại đường khác nhau. Đấy. Thì tôi giả sử tôi chèn một cái dòng vào, tôi bấm nháy phải chuột và tôi chọn chèn dòng, hoặc là tôi nhấn phím insert trên bàn phím. Đấy. Và theo tôi là nếu trong thực hành thì các bạn nên bấm phím insert cho nó nhanh. Đấy. Cái cung đường thứ hai của tôi giả thiết rằng là nó vận chuyển là đi 12 cây. Về tờ gần tới trên công trình, giả thiết rằng là đường nó đẹp hơn chẳng hạn, tôi chọn loại đường 1 đi. Đấy. Thì trong hợp này G8 đã tra chúng ta là 5 cây đầu và 12 cây sau, và tổng cộng là 12 cây. 17 cây. 5 cộng 12 ra 17. Đấy. Và chúng ta lưu ý là cái giá cước hạng bậc 1 nó tra ở đây là 1.434 đồng và 820 đồng ở đây. Là ví dụ như là cái 1.434 đồng này phải tra ứng với 17 km này và đường loại 3. Chứ không phải là tra 5 km ứng với đường loại 3 là sai, mà phải tra là 17 km ứng với đường loại 3 mới là đúng. Đấy. Tương tự như vậy, cái 820 đồng này nó phải tra ở cái bảng cước vận chuyển của tỉnh, là phải lấy cái 17 cây này để tra với đường loại 1 này, chứ không được phép là lấy 12 cây này mà tra đường loại 1 là sai, mà phải lấy là 17 cây để tra đường loại 1. Đấy, lưu ý là chúng ta phải tra như vậy. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có một cái cung đường nữa thì chúng ta nháy phải đây, chúng ta chọn là chèn dòng vào. Đấy. Có một số trường hợp là do cái đá 1-2 này nó phải vận chuyển trên các cái nó phải bù vận chuyển, do một lý do là trên đường khó khăn hay nào đó nó bù vận chuyển vào, thì chúng ta chèn dòng vào. Ở đây cái phương tiện vận chuyển nó đang là ô tô, tôi không chọn ô tô nữa mà tôi giả sử tôi chọn là bù bằng tiền mặt. Đấy. Chỗ này cái tiền mặt ở đây. Đấy. Thì cái tiền mặt ở đây nó sẽ điền là cái thành tiền, đây giả sử tôi điền là 5.000. Đấy. Thì chỗ này trước đây nó từ 25.000 mà nó đổi thành là thành 30.000, bởi nó cộng thêm cái 5.000 ở đây, bởi vì công thức ở đây nó bao gồm cả cái R8 ở đây, cái R6 con này là đã bao gồm cả cái R8 này
là đã cộng cái 5.000 vào đây thì nó đưa sang đây cho chúng ta rồi. Đấy. Tương tự như vậy, tôi giả thiết rằng là tôi vận chuyển cát vàng đấy, từ bãi cát đấy, vận chuyển ô tô và cự ly vận chuyển là đi 7 cây, đường là đường loại 5 đấy, thì tự nó tra chúng ta. Trong hợp này tôi giả thiết rằng là cái cát vàng này nó vận chuyển vì một lý do nào đó nó phải cộng thêm là 10% cái cước ban đầu, thì tôi thay vì ở đây là ô tô tôi chọn là bù phần trăm. Đấy. Sau đó ở cái hệ số này thì tôi điền là số 10 ở đây để báo rằng là chỗ này là nó bù 10%, bởi vì đây là phần trăm thì đây là số 10 là ý là 10% rồi. Đấy. Thì cái công thức ở đây là nó sẽ tính ra được là với 10% này thì nó đã tính ra được chúng ta là 4.977 đồng. Ở đây nó lấy đã dưới J12 mà chia 100, tức là J12 là cái cột này, là con số 10 này mà nó chia 100, chứng tỏ rằng là cái đây nó đã hiểu cái 4.977 đồng là đã hiểu rằng là được chia 100 rồi. Đấy. Và cái bù này được cộng tiếp vào mấy bên đây để ra được chúng ta được cước cuối cùng. Đấy. Chúng ta lưu ý ở đây có một cái vật liệu là nước, thì chúng tôi quan niệm rằng là nước thì thông thường là ở cái công trình thì thường là người ta khoan nước trực tiếp từ dưới lòng đất hoặc là các cái nguồn nước lân cận, thì cái việc vận chuyển là không cần thiết, thì cho nên là ở đây nó không nhập cái trọng lượng cũng như là không nhập cái thông tin gì bậc hàng cả. Đấy. Nhưng nếu giả thiết rằng là ai đó có nhập cự ly vận, giả sử nước đây lại không phải là có sẵn như tôi vừa nói mà lại phải vận chuyển xa chẳng hạn, giả sử nó vận chuyển là cự ly của nó là đi 3 cây số thôi, đường là đường loại 1. Thông thường này thì thường phải là đường xấu thì mới đến mức vận chuyển nước như thế này. Nhưng mà tôi thấy rằng là đây tôi có cự ly và đây tôi có loại đường, là cự ly là 3 và loại đường là 6. Thế nhưng ở đây cái giá cước nó vẫn không hề có. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây có thông số thứ nhất là thông số trọng đơn vị là không có. Thông số thứ hai là đây là cái bậc hàng cũng không có. Thì nếu bậc hàng không có thì G8 hiểu rằng bậc hàng tạm thời để cái hệ số bậc hàng bằng 1. Nhưng tốt nhất là chúng ta cũng nên tìm cho nó bậc hàng phù hợp. Ví dụ tôi điền bậc 2 thì hệ số nó là 1,1. Còn bậc 3 thì hệ số nó tự động đổi sang 1,3. Đấy, và bậc 4 thì hệ số nó tự động rồi sẽ bậc 4. Tất nhiên cái hệ số này nó tự động nhảy tùy từng tỉnh, chứ không phải tỉnh nào cũng đúng là 1, mà hàng bậc 2 thì là hệ số 1,1, mà có tỉnh nó sẽ là 1,05, tùy từng cái tỉnh nó quy định mà chúng tôi sẽ xử lý tương ứng. Đấy. Ở đây đã có bậc hàng, có hệ số bậc hàng rồi. Nhưng mà ở đây vẫn chưa có gì cả, bởi vì cái thông số cuối cùng đó là cái trọng đơn vị ở đây là chưa có gì cả. Một lít nước thì bằng là 1 kg. 1 kg thì bằng là 0,001 tấn, 0,001 tôi gõ ở đây. Như vậy sau khi tôi gõ vào đây rồi thì ở đây cái nước này thì mới coi là cái vận chuyển nó là 28 đồng một lít nước ở đây. Đấy. Lưu ý chúng ta ở đây có những cái vật liệu mà đơn vị nó là kg. Thì cái trọng lượng đơn vị mặc nhiên là 0,001. Đấy, bởi vì là 1 kg thì bằng là 1 phần nghìn của 1 tấn, và 1 chia 1 nghìn thì bằng là 0,001. Thì cái đấy chúng ta gặp những trường hợp mà đơn vị là kg, chúng ta chắc chắn điền vào đây là 0,01 là chuẩn. Đấy. Tạm thời thì cái phần nhập cước vận chuyển nó đưa chúng ta các cái giá trị, ví dụ như là đá 1,2 là 30.682 đồng, cát vàng là 52.135 đồng. Cái giá trị này được đưa sang đâu để tính tiếp, chúng ta xem tiếp sau đây. Chúng ta chuyển sang bên bảng tổng hợp tư. Ở đây thì nó chưa có thể hiện với cước vận chuyển trong bảng này. Chúng ta chọn một cái bảng là bảng số 6 là bảng giá hiện trường thì nó sẽ hiện rõ hơn. Đây, nó cột M là cột cước vận chuyển. Đấy. Vừa rồi thì bên kia thì là đá 1,2 là 30.682 đồng, thì bên này cũng là 32.682 đồng. Các bạn nhìn lại 30.682 và 52.135. Chúng ta kiểm tra đây, 30.682 và 52.135 ở đây. Đấy. Thì cái cước vận chuyển được đưa sang đây, và cái giá hiện trường thì giá hiện tại này, giá hiện trường này nó bằng cái giá thông báo mà chúng ta nhập ở bên sheet này, ở bên đây, mà cộng với cả cái cước vận chuyển này thì ra được cái cột này. Đấy. Cho nên cái thành tiền cuối cùng này nó bằng cái khối lượng này mà nhân với cái giá hiện trường đến chân công trình này, thì cái chi phí vật liệu cuối cùng này, con số màu xanh 66 triệu này, 802.000 này, mới là cái chi phí vật liệu mà vẫn đã tính đến cái chi phí mua cũng như là chi phí vận chuyển đến tận trên công trình rồi. Tiếp theo, cái giá trị này, cái giá trị mà tổng vật liệu, cái tổng vật liệu ở đây
mà đã có cái cước vận chuyển được tiếp tục được đưa sang cái bảng tổng hợp chi phí dựng mà tổng vật liệu ở đây. Con số này là 66.812.988 ở đây được lấy trực tiếp từ bên này sang. 66.812.988 ở đây được đưa sang để tính cho chúng ta là cái chi phí dựng một công trình là bao nhiêu dựa trên cái chi phí vật liệu là đã cộng cước vận chuyển rồi. Đấy. Hoặc là bên chúng ta chuyển sang bên sheet chiết tính. Đấy. Cắt vàng ở đây vẫn là 65.000 đồng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nhập giá thông báo cho nó cắt vàng ở đây là 65.000 đồng. Thì ở đây vẫn là 65.000 đồng. Bởi vì là mặc định thì cái bảng chiết tính là nó tính theo giá thông báo, chúng ta phải chọn lại là giá hiện trường. Đấy. Chúng ta chọn đây, sau đó chúng ta bấm nút F5 trên bàn phím hoặc là bấm vào cái nút mà hình tam giác trên thanh công cụ đây. Đấy, và bây giờ G8 đã tính lại chúng ta cái bảng cước vận chuyển, à cái bảng chiết tính. Thì ở đây cái giá cát vàng lúc nãy là 65.000 đồng, bây giờ đổi thành 135 đồng ở đây. Và nó đã cộng với cái cước vận chuyển ở đây là 52.135 đồng, 52.135 ở đây được đưa lấy từ bên này sang, 52.135 đồng ở đây sang. Đấy. Như vậy lưu ý khi mà tính chiết tính để cho nó tính chính xác với cái giá vật liệu, ví dụ như xi măng, cát, đá, sắt thép mà đã tính cả cái chi phí vận chuyển trên công trình, thì chúng ta ở nhìn dưới cùng bên tay trái này có cái giá vật liệu, chúng ta phải chọn giá hiện trường và chúng ta bấm nút F5 hoặc là cái trên thanh công cụ này để tính lại. Tương tự như vậy ở bên phân tích vật tư thì cát vàng đây chúng ta nó vẫn tính là 65.000 một mét khối. Đấy. Thì để báo cho G8 tính theo giá hiện trường là đã bao gồm cước vận chuyển rồi, chúng ta chọn là cái giá hiện trường ở đây. Sau đó chúng ta nhìn thấy ở đây là đã bao gồm là từ 65.000 trở thành 117.135 đồng, là đã cộng cái 52.135 đồng cước vận chuyển vào đây rồi cho chúng ta rồi. Đấy. Với G8 thì ở một số tỉnh, mà nhất là những cái tỉnh mà cho phía Nam của Việt Nam, thì họ có thể họ dùng cái cước vận chuyển là bằng vận chuyển bằng ghe xuồng hoặc là tàu thuyền. Thì chúng ta để ý những tỉnh nào mà nó có phía dưới này, nó có cước đường sông, thì chúng ta sẽ chọn cái cước ở đây và sau đó chúng ta chọn cái loại hình phương tiện là sông. Sau đó chúng ta điền cái bậc ở đây thì nó sẽ tự động có tính tương tự như cái vận chuyển bằng ô tô. Cái phần tính cước vận chuyển tạm thời dừng ở đây. Chúng ta sẽ xem tiếp ở một cái phần 2 của cước vận chuyển, cái phần nâng cao.